Rồi cả nhà ơi, mình lại thăm quán bé 2 bé 3 vào ngày thứ ba sau khai trương nha mọi người. Để coi cũng khá là đông khách nha, đứng ở ngoài chờ đợi khá là nhiều nữa. Rồi vô cái nhà trong đây nè, nè nè. Bà hai đây nè. Quay lâu chưa đây nè. Biển. Bên đây 7 bà. 50 phút rồi. Bé 2 với bé 3 đều đang rất là đông khách ha mọi người. 50 thêm một cái gà bó xôi nữa. À, giờ hỏi ai kêu cá viên chiêu. Đợi chút. Đây bữa nay bé 2 có khá là nhiều món nha mọi người. Nhìn rất là ngon. Ủa mất kêu ta. Ở trong nhà. Em ơi, nãy kêu cá viên chiên với một cái gì nữa quên rồi. Hai gà bó xôi. Hai cái gà bó xôi cái đó 50 với hai gà bó xôi nữa. Rồi đợi bữa 2 một chút nha. Chiên hết luôn. Rồi mình tham quan quán tí xíu nha, quán giờ này khá là đông. 101 nha. Rồi cắt hai cái gà đi ăn gì rồi anh biết anh nhớ chưa? Chào em. Rồi. Trong nhà. Rồi. Hai cái đi. Hết. Lấy bỏ thứ hai cái đi. Bỏ thứ hai cái đó luôn hả? Rồi, nó nghe nè. À mình lấy 100 lộn xộn cá viên chiên ha. Ok. Với anh thì mấy cái này? Dạ. Mấy cái? Rồi mình sẽ đưa mic cho bé 2 và bé 3 luôn để sẽ thu âm âm thanh cái của hai bạn. Chỉ bỏ 4 cái này với hai cái bò, hai gà bò xôi. Ok, chơi luôn. Tụi mình chưa xuất em à. Chơi luôn. Cảm ơn luôn. Dạ mấy hả? Khỏe. Hello. Sài Gòn Daily nha. Anh kém quên kia. Rồi. Rồi ghi này chưa anh Tèo ghi chưa? Hai đem về hả? Được bao nhiêu ấy rồi nè, được bao nhiêu show rồi. Dạ. Em bây giờ cái gì? Em bây giờ với chị Hai là cho xin một quyền riêng tư là bao nhiêu bán được bao nhiêu thì em cho nó bán được thôi. Anh ok được nha anh nha. Dạ mọi người chung vui với hai bé ba nha. 374 Minh Khánh mọi người ơi. Rồi bán được là vui rồi. 0932792090 là số Zalo. Còn Facebook là bánh gán bé ba nha mọi người. Đông đúc quá nên là mọi người quý vị đừng có mọi người bỏ qua cho bé ba nha. Ok bé ba. Bé hai cũng đang rất là đông mọi người. Dạ. Hôm nay bác chậm đây rồi chú gà nữa hả? Đúng rồi. Đang chiên. Trong nhà luôn đó. Bé ba có cháu của bé ba phụ nha mọi người. Bò ống tre 10.000 ống. Còn nhiều lắm. Rồi hai gà của mình 60. Bữa nay xin tiền luôn. 4 gà bó xôi rồi đợi một chút nha. Bỏ nào em? Ngon không? Tiền lễ bỏ đi thôi. Rồi bé cảm ơn. Ủa? Chị ở đâu hả? Các anh hai cái đưa vô trong kia cho đủ vô nè nha. Hai sao chi nào? Mà đứa chồng á. Con của em đó là không biết. Con này anh làm hai cái của anh nè chồng á. Hai cái hai từ từ đúng đi. Bé ba bữa nay là hoạt động với hai cái chảo hết công suất luôn mọi người. Hai hộp em. Dạ 4-5 giờ anh ơi. 4-5 giờ nha mọi người ơi. Mấy cái lên ơi. Tối hôm qua con ghé em đi ba bán đến mấy giờ. Bao nhiêu hay bao sao em? Hai cái hộp.
Tối qua bé ba bán tới mấy giờ nè? Dạ 10 giờ. Đi em mệt á, còn hết em làm không nổi. Khu này là khu phố ẩm thực. Khu phố ẩm thực á mọi người, cho nên là khách hàng ở đây sẽ ăn rất là khuya nha. Bé hai thì bán được khuya, còn bé ba thì vì sức khỏe làm việc hết công suất cho nên là sẽ ngưng sớm hơn. Lý giờ chưa có gà luôn. Chờ lâu chưa cưng? Chờ lâu mới xong rồi, bé bún thôi cho chị xin tiền. Có rồi phải không? Wow, khách hàng của bé hai bé ba này mọi người. Rồi chị thấy em làm 160 chị cảm ơn. Không đủ đúng không em? Đủ. Em không có trả lời em nè. Em đang đứng chờ bánh đúng không? Anh đứng đây quay chút xíu nha. Bé hai ơi, có một cái giá hỏi là em thắc mắc là nhiều có nhiều khách hàng đang ngồi ăn kêu nhiều ăn thì tí làm sao mà chị hai nhớ để mà tính tiền được. Bây giờ là chắc là bé hai sẽ tận dụng là mỗi người nhớ một cái và ghi trong giấy. Bé hai tính là tính tiền trước. Cái tiền trước nhưng mà sợ mọi người sẽ buồn, khách sẽ buồn. Đó như là ba bây giờ tận dụng, nhớ mọi người nhớ và cứ ghi trong cái tấm giấy đó, đặt chân khách trong bàn đó, là ví dụ cái là em áo trắng, áo màu vàng bao nhiêu xong cái anh kia anh áo đỏ đó bao nhiêu đó, mình sẽ đặt chân, mình nhớ một cái bàn đó là cái một cái đặt chân đó, mình sẽ nhưng đi. Mà ví dụ hồi cái anh áo đỏ, áo vàng, áo xanh kia ta đi rồi đường đâu đó thì bé hai mất khách thôi, bé mất tiền thôi, sao đâu như mất lời thôi, vui vẻ không sao nè, vui vẻ nè. Em về hả? Thôi nhà 100 với 4 cái này, 4 chồng. Hôm qua bé hai bán tới mấy giờ? Em bán hả? Đó là sao chiên trứng muối. Em không nhớ nữa nhưng mà hôm qua thì em bán tới 11, 12, 11 giờ hay sao á. Nhưng mà tại vì em phải bán nhiều, mọi người cũng biết mà. Em không nói thang nhưng mà em phải bán nhiều hơn nữa bé ba. Em nặng hơn bé ba nên phải bán nhiều. Cố gắng đúng không? Dạ, cố gắng bán được bao nhiêu cứ bán. Còn khách nhưng mà còn khi nào mà không còn sức khỏe nữa thì bé hai sẽ ngưng thôi, bé hai mệt bé hai sẽ ngưng thôi, nhưng mà còn sức thì cứ bán, thì còn khách mà khách đến mà không bán không được. Cái này là bán cục hay cục 10.000 thì bé hai bé ba đồng thanh vậy mình nói đây nè mọi người ơi, tại vì qua cái chỗ mới thì cái gánh nặng ăn đây đem về chi phí á, trong cái thời gian đầu thì bé hai bé ba chưa kiếm được những cái người để xe cái khoản chi về mặt bằng về ban buổi sáng cũng như là các phòng trên lầu nè đó, chảy giò nữa nè, rồi cái gì nữa nè, đó còn cái gì nữa nè, cái này với chiên muối. Cập nhật về cái tình hình bé hai bé ba cho xe các cái rồi từ nhé, còn bốn rồi qua đây nữa nè, đây nữa nè bé hai, rồi mấy cục, mấy cái bốn cái đùi gà hả, ba cái gà với lại ba cục này thôi, rồi xôi chiên trứng muối 5 cái nữa. Hết luôn hả? Bé ba mọi người đi đường Vĩnh Khánh là nhìn cái liền luôn á, cái bảng hiệu rất là đẹp. Rồi, một cái cho trời. Bé hai bé ba. Vậy là có em hai cái. Hai trứng muối. Hai trứng muối ba đùi gà, rồi đùi gà đập với hai một chút nha. 8.4 nha mọi người. Cái nào xíu ba với lại xíu mại. Có một cái hộp đèn luôn. Muốn cái gì em? Kế bên. Muốn cái đùi gà. Rồi nhớ chị nhớ mà. 8.4 mọi người. Ok ok. Đó, kế bên ốc hả? Cái cho thằng mày nó luôn đúng không? Rồi, để nghiêng ngay nha, để lộn luôn. Rồi. Cái gì? Khách ăn nó về hay về cái ba ơi? Là mỗi một cái bàn có số, là đặc trưng một số 1, số 2, số 3, số 4. Thì ba sẽ đang tính, nhưng mà tại vì mấy này là đi chợ bán vài ngày đầu á nên nó chưa vào ổn định. Thì mấy hai sẽ cố gắng vào ổn định rồi mấy hai sẽ sắp xếp hết tất cả vào vô một cái lô ship nha mọi người. Đúng rồi. Cảm ơn hôm qua hôm kia bé hai nhiều người lắm, không nhớ luôn. Nhớ không? Bé hai chỉ tin một khách thôi. Khách ăn gì khách cứ ghi, khách nói bé hai tính tiền chứ bây giờ mấy hai không nhớ. Bây giờ tính mà bé hai tính nhiều quá thì sẽ thiệt thòi cho khách, mà bé hai tính ít quá thì sẽ bị lỗi cho bé hai. Thì bây giờ
mình tin khách, khách tin mình, rồi cứ ăn tính tiền thôi xong. Gì? Vậy là bé hai sẽ phải tìm cái cách quản lý nó chuyên nghiệp hơn, tại vì bây giờ ở đây là cái lượng khách nó đông hơn ngày xưa nhiều rồi. Có gà đó lấy đưa cho nó trước đi. Bốn ống tre, bốn ống tre, không nhớ luôn rồi. Bốn ống tre chung cái này. Ừ. Cái này 100 ngàn đúng không? 100 ngàn. Bốn ống tre là 140. Cô em 140 em ơi. Bé hai đang bận quá, mình muốn hỏi một số ý nhưng mà bé hai cũng đang bận quá, mình chờ chút xíu nha mọi người. Đây anh Hạnh của chồng của bé hai đây, bữa giờ ở trong bếp nhiều á mọi người xem clip mọi người không thấy anh Hạnh, mọi người kêu anh Hạnh đi đâu. Không chắc cũng thở được. Chắc cũng có thở được. Không kịp thở. Bán đắt quá mới nói mà giờ là cái chuồng cũng hết luôn á. Càng kiệt luôn. Mấy cái mặt bằng có dễ xe không bé hai? Dạ anh. Cái mặt bằng có dễ xe không? Xe gì anh? Xe buổi sáng á. Đang tìm thôi. Vẫn đang tìm ha. Cảm ơn em nhiều nha. Mọi người cần cứ liên hệ bé hai ha mọi người. Đó. Ồ. Bé ba đây mọi người. Mọi người coi clip nói không thấy anh Tuấn đâu luôn á. Ở trong nhà làm bột. À, những cái tiệc, những cái chuyện dạ. Mà nấu ăn, nấu uống á là bé hai, bé ba xin dành quyền riêng tư. Dạ, về quận tư bán rồi nên là không quay cái cảnh nấu ăn nấu uống, chỉ quay cảnh tiếp khách buôn bán thôi nha mọi người. Rồi rồi rồi, nói gì kể ba nha. Còn gà bỏ vô gà đi chiên đi nè. Gà bỏ vô đi chiên đi. Không có quay cái cảnh làm bột thôi. Nói chung là anh Tuấn ở phía sau vẫn luôn làm việc với mọi người. Chiên gà đi, chiên gà đi, chiên gà đi. Còn cái chi là chồng đếm tiền đi. Thật sự là em chia sẻ nè, cái ngày mà khách đen á, ngày đáp trước á, cách một ngày trước á, cái ngày mà em bán á, anh Thuận qua, anh nói anh thấy đông quá, anh vui, cái nụ cười của anh là vui cho em út, thấy đông như vậy thực sự là mình hiểu được anh trai mình, anh Thuận là cái niềm cực, cái nụ cười của anh á, chung vui với mình, anh không chúc mừng mình, nhưng mà cái nụ cười của anh á, đã hiểu được cái nỗi lòng của anh là anh thấy em út phải bán được. Đó. Dạ. Cái này chung với cái đó không? Thực sự mấy đứa qua đây anh rất là lo. Hồi nãy của mình là 100 cái viên chiên, 4 cái bò, của mình mấy cái gà. Mong mọi người tiếp tục giống như những cái ngày khai trương như vậy. Nè. Cái một dĩa 140 cho hai cái gà quá xôi. Rồi bé hai mình bán nha, anh vô trong chơi. Dạ.